Xin chào các bạn, ở nay Đăng Phương Auto xin giới thiệu cách lắp dán phin dành cho HUD trên dòng xe Mazda 3. Đây là HUD nguyên bản theo xe Mazda 3, lắp vào vị trí thay màng hoa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp, cách dán cái phin phản quang như thế nào. Ok. Dán khô đúng không? Dán khô. Đầu tiên là chúng ta che. Các bạn có thể dùng bất kỳ cái khăn nào cũng được. Chúng ta che vị trí cần dán phim. Sau đấy xịt nước vào để chúng ta làm sạch bề mặt. Đấy, chúng ta có thể dùng thiết bị chuyên dụng để chúng ta đẩy hết nước đi để làm sạch. Hoặc chúng ta có thể phun nước vào xong chúng ta dùng cái thẻ ATM. Chúng ta lót cái khăn vải mềm, chúng ta cũng có thể quét sạch được những cái lâm nước này chứ. Cái này mục đích để làm sạch kính, để tránh bụi khi mà dán cái bụi bên trong thôi, chứ không cần quan trọng hóa quá. Miễn là làm sạch được bụi, kể cả chúng ta không phun nước, nhưng chúng ta cũng có thể dùng khăn khô chúng ta lau sạch. Và lưu ý khi lau khăn khô thì cũng không được để các sợi tơ của trên khăn bám vào. Là ok thôi. Tôi có thiết bị chuyên dụng này ở gara có, thì chỉ cần dùng cái thiết bị chuyên dụng này chúng ta quét là làm sạch, chúng ta cũng hết được nước. Mục đích để không có cái bóng khí bên trong, nếu chúng ta có bụi có nước bên trong thì khi dán phim vào chúng ta sẽ có bóng khí. Cũng lưu ý rằng là trong xe này đã được dán phim cách nhiệt rồi, khi làm chúng ta cũng hết sức nhẹ nhàng, không được dùng các vật sắt nhọn có thể gây ra xước cái lớp bóng kính cách nhiệt cho xe. Đấy, như vậy bề mặt đã được làm sạch rồi. Bây giờ tiến hành lắp phin. Đây là cái phin phản quang của nó. Trên tay mình là cái phin phản quang. Cái mặt đỏ là mặt chúng ta sẽ bóc ra để dán vào kính. Sau khi dán vào kính miết sạch, chúng ta sẽ bóc mặt đen này ra. Mặt đen này là mặt trực tiếp HUD chứa vào. Lưu ý bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp, thì trước khi dán vào chúng ta sẽ đặt để xem ướm xem vị trí nào nó phù hợp trên HUD để dễ quan sát nhất. Ở trên chúng ta ướm trước. Đấy. Chúng ta ướm bình thường thì chúng ta ngồi tại vị trí người lái, chúng ta quan sát vị trí này là hợp lý nhất. Đấy. Chúng ta sẽ dán dọc nhé, dán dọc thì kể cả người cao hoặc người thấp đều có thể quan sát hết được. Nếu chúng ta dán ngang thì có thể bị thiếu mất trên hoặc dưới. Ok, bắt đầu tiến hành dán. Chúng ta bóc cái lớp này ra. Đây, đã bóc rồi. Ok, bây giờ cái mặt này chúng ta cứ thế chúng ta ướm vào thôi. Bình thường thì có thể dùng một cái thiết bị nữa để chúng ta dán bên ngoài, chúng ta đánh dấu. Đấy, sau khi ướm vào ok cái chúng ta bắt đầu miết. Chúng ta dùng thiết bị. Chúng ta miết. Mục đích miết để chúng ta hết cái bóng khí. Có hai cách để chúng ta có thể dùng miết. Thứ nhất là chúng ta dùng thẻ ATM hoặc cái nhựa cứng. Nếu thẻ ATM hoặc nhựa cứng thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ dùng cái khăn mềm mà chúng ta đọc bên ngoài. Có thể dùng khăn mềm, khăn mặt mềm hoặc khăn mặt của các em bé để chúng ta miết, tránh tình trạng gây ra vết xước, vết hằn trên bề mặt kính này. Sau khi xong chúng ta tiến hành bóc vị trí này, chúng ta quan sát là không còn vị trí bóng kính, chúng ta sẽ bóc này ra. Còn bóng kính thì chúng ta sẽ miết cho hết. Ok, sau khi miết xong chúng ta sẽ bóc này ra. Như vậy là chúng ta đã được dán cái HUD này ở vị trí hợp lý nhất. Rất dễ quan sát, được chưa? Nét hơn.